Tân Miss Universe 2023 Sơn Ít Palacios sở hữu chiều cao khủng, dậy thì thành công. Tân Miss Universe 2023 chính thức gọi tên người đẹp Sơn Ít Palacios. Thí sinh đến từ Nicaragua nhận được sự ủng hộ của đông đảo fan sắc đẹp toàn cầu khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại đêm chung kết Miss Universe 2023. Hiếm ai biết, mỹ nhân 23 tuổi từng có màn lột xác ấn tượng nhờ dậy thì thành công. Trước khi trở thành Miss Universe 2023, Sơn Ít Palacios từng có kinh nghiệm chinh chiến tại nhiều đấu trường nhan sắc và đạt được hàng loạt thành tích ấn tượng. Vương miện Miss World Nicaragua 2020, Top 40 Miss World 2021, Vương miện Miss Universe Nicaragua 2023. Mỹ nhân Nicaragua vốn được nhận định là ứng cử viên tiềm năng, sáng giá cho ngôi vị Miss Universe 2023. Cô liên tiếp được các chuyên trang sắc đẹp quốc tế dự đoán đạt thành tích cao ngay từ những vòng thi đầu tiên. Trong đêm chung kết, Sơn Ít Palacios thể hiện phong độ nổi bật qua các phần trình diễn. Người đẹp cũng thể hiện bản lĩnh sân khấu, khả năng phản ứng nhanh nhẹn ở các câu hỏi ứng xử. Tân Miss Universe 2023 sinh năm 2000, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m8. Người đẹp 23 tuổi là người mẫu, nhà hoạt động xã hội. Sơn Ít Palacios tốt nghiệp ngành truyền thông, dự định trở thành biên tập viên tin tức, nhà sản xuất trong tương lai. Nhan sắc của người đẹp Nicaragua được chuyên trang sắc đẹp Miss Sociology nhận định là sự kết hợp giữa vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng và ngọt ngào, sắc sảo. Mỹ nhân 23 tuổi từng có màn lột xác ấn tượng nhờ dậy thì thành công. Sơn Ít Palacios trụng phong cách thời trang năng động, trẻ trung đúng tuổi trong cuộc sống thường ngày.